nó cũng là gấp mấy lần cái xe buýt. Ủa Phương Trang ở đây nữa hả ta? Phương Trang Nguyễn Cư Trinh nữa nè. Đặt nhiều nhóc điểm hết trơn để không? Giờ nó đâu trung chuyển nó đâu thì nó phải đặt khắp nơi để mọi người đến đó để đi.